Tôi mua luôn các bạn này, tôi là ca sĩ đi hát mà tôi không phải như mấy con gái em biếm mà gái mắt sao của cái giang hồ như chúng nó. Tôi đi hát thì tôi chỉ hát tặng nhạc hát đám cưới hoặc là tôi hát cho con ba, tôi không có lấy tiền các bạn. Mấy cái thằng tù ở Minh Triều nó có địt nhau mấy con gái mắt xa mấy con gái điếm mà giang hồ đâu đấy, nó cứ chắt não nó chắt xích vào trong não của tôi các bạn này, xong là tôi không nghe nào sao điện thoại của nó nhập hồn vào đập vỡ đầu tôi ra các bạn ạ. Xong nó bảo là tôi xem thằng ngô mấy con điếm chó nó địt nhau, tôi bảo là tao đéo không biết gì mày, thế nó nhập hồn vào nó cà kiện đấy các bạn. Giống như các bạn ví dụ như bạn làm khách sạn nhà hoặc là nhà cho thuê chẳng hạn, căn hộ chẳng hạn, ông bảo vệ nó lừa người lễ tân lên giả vờ mua cơm cho nó hoặc là giả vờ lên đưa khăn tắm hoặc là gì đấy, tới tớ thì tôi không phải làm, tôi đang nói ví dụ như các bạn chở xe ông bạn nó lừa đi đến nhà dân này, ông chủ khách sạn thì ví dụ chúng đang ngủ với nhau trong nhà, xong nó nội ông đi vào trong nhà ông nó đánh ông đấy và nó quay phim lên TV nó bảo xem chúng nó khóc nhau trong đấy, đây là dạng như đây là các bạn xem nhìn ở trần gian là vui chút trần gian, còn ở Minh Triều là nó chạy ban lê vào mã não này các bạn này, nó chắt xách vào sóng não của tớ, giống như các bạn tiến sĩ giáo sư ở Pluto hoặc là thiên minh tinh hoặc những người nào tôi đi làm cho đạt trường tinh hoặc Pluto mà nó chắt vào sóng não của tớ, nó do định vị xem não tôi đâu, nó chắt vào não xong nó gây sự nó cả kia nó bảo nó địt nhau mấy con thỏ, còn nó tớ xem trộm nó trong khi tớ không có xem, giống như đi qua đường này này những cái giải lơ lên sóng não chạy xung quanh đấy không ai làm gì cả mà nó chắt vào não tớ, xong nó địt nhau mấy con thỏ xong nó chém tớ các bạn ạ. Đây là đánh vỡ đầu tớ ra, tớ gọi bảo vệ thiên hà đến với cả công an, người ta bảo không giải quyết được nhưng có chùa chiền đấy, bây giờ đuổi nó đi, nó đéo đi, nó cứ đến nó cả kia tớ thôi.